Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Đó. Các bạn đã bước qua ngày thứ năm rồi. Mới đây chúng ta đã gần như muốn kết thúc thêm một tuần nữa các bạn. Và man oh man, hôm nay là một ngày mà đầy sôi so động. Các bạn nào mà theo dõi giá thì cũng đã thấy rồi. Hồi sáng này đó, giờ Cali rồi thức dậy đó, thì có một sự bất ngờ là giá của BTC đã đẩy lên rất là nhanh các bạn. Lên tới mức là 30.000 đô. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó thì chúng ta lại được là giá của BTC lại đi xuống rất là nhanh các bạn từ 30.000 xuống chỉ còn có 27.232 mà thôi Thì những người nào mà thức dậy từ Việt Nam đó Thì các bạn đang thấy được là giá bây giờ cho lên mức là khoảng 29.000 đô Thì các bạn cũng sẽ thấy bất ngờ Tại vì trước khi đi ngủ các bạn thấy được là giá đã có cái sự tăng trưởng lên tới 30.000 Bây giờ lại trở về 29.000 Nhưng mà trước đó đã xuống tới mức thấp đó khoảng chừng là 27.200 đô mà thôi Thì chuyện gì đã xảy ra đó chính là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đầu video Chúng ta cũng sẽ cùng nhau chia sẻ thêm một số những thông tin ở bậc khác nữa liên quan đến nợ trần của Hoa Kỳ liên quan đến lạm phát liên quan đến tình hình chung và những gì các bạn cần nên biết đầu tiên hết á, thì chúng ta có thể thấy được là nhìn vào chứng của hoa kỳ ngày hôm nay đăng lý đầu hôm nay là một ngày mà phải rất là xanh các bạn chúng ta đã nhớ là đóng cửa ngày hôm qua chúng ta nhận được những cái thông báo quý một rất là tốt đến từ những công ty như là chúng ta nói tới mcdonald's chúng ta nói tới chipotle chúng ta nói tới những công ty công nghệ như là microsoft nhưng mà hôm nay đó kết thúc không có gì là nổi bật hết các bạn các bạn đã thấy được là nasdaq thì tăng 0.47 còn hai chỉ số còn lại đây S&P 500 và cho thì lại âm ngày hôm nay mặc dù chúng ta có những cái thông báo quý một rất là tốt và thậm chí hôm nay cũng vậy luôn chúng ta có thông báo đến từ Facebook rất là tốt các bạn nhưng mà chúng ta vẫn thấy là cổ phiếu không có nhiều động tĩnh tại vì chúng ta có rất nhiều cái sự lo ngại liên quan đến ngân hàng hiện bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn liên quan đến tình hình của First Republic còn về pre market thì hiện bây giờ đỡ một chút chúng ta thấy được là cả ba chỉ số đều xanh trong đó chúng ta có Nasdaq Future sẽ tăng 0.55 còn về S&P Future sẽ thì tăng 0.26 và Dow Future sẽ tăng 0.1 chúng ta nói tới hợp đồng dầu ra thì uh, tiếp tục giảm thêm các bạn bây giờ chỉ có 74 đô 57 cent cho một thùng dầu mà thôi còn về vàng đó thì uh, các bạn thấy hồi sáng này đã có lúc xuống dưới 2.000 đô bây giờ thì đã trả trở về cái mức tương tự ngày hôm qua vẫn đang nắm lấy 2.000 đô còn về crypto thì sao các bạn crypto thì các bạn cũng thấy hôm nay là chúng ta đã trải qua một con tàu lượng sóng rồi lên nhanh xuống nhanh rồi lại hồi phục trở lại ở mức là 29.000 và chúng ta nhìn vào tổng cái số vốn hóa trên thị trường đó, thì so với ngày hôm qua vẫn có một sự tăng trưởng các bạn chúng ta vẫn thấy được là cái giá hiện bây giờ so với ngày hôm qua đó vẫn cho thấy được là BTC tăng 2.5% Ethereum tăng phần trăm tương tự chúng ta có Cardano cũng như vậy nói chung hôm nay cũng không phải là một ngày tệ đâu các bạn chúng ta có một ngày đầy sôi động nhưng mà giá cả so với hôm qua thì vẫn tăng và tổng số vốn hóa đó thì tăng 1.2% ở mức là hơn 1.2 nghìn tỷ đô la BTC phần trăm vốn hóa bây giờ là 45% và Ethereum là 18.4. Thuận biết là phần lớn các bạn theo dõi kênh Thuận Capital là từ Việt Nam, có thể là lúc mà các bạn thức chuyện ngay bây giờ đây thì mọi chuyện như là một giấc mơ mà thôi. Thì chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì mà dẫn đến cái hiện tượng tàu lượng sống chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay thì có một số giả thuyết. Giả thuyết lớn nhất là chúng ta thấy được là chúng ta nhận được một cái thông tin đến từ DB. Đây là một trong những cái Twitter mà rất nhiều người theo dõi trong thuyền crypto này. Đây là một cái Twitter đến từ một cái trang web mà cung cấp thông tin nhanh các bạn phải trả tiền để mà nhận được thông tin nhưng mà người này cũng chia sẻ thông tin ở trên uh, Twitter và nhiều người cũng có lòng tin với lại tin tức đến từ DB thì cái thông tin này đã là liên quan tới cái ví của hacker của sàn Mao hồi xưa thì dựa theo thông tin thì chính phủ Hoa Kỳ đang nắm cái ví đó có khoảng chừng là 80.000 BTC và đang bán đó là dựa theo thông tin được chia sẻ từ DB và cũng cùng thời điểm đó đó chúng ta nhìn thấy được là có rất là nhiều lệnh đòn bị thanh lý thì hồi sáng này đây khi mà nó thức gì có nghĩa là ban đêm ở Việt Nam đó thì chúng ta đã thấy được là có một số lệnh sốt bị thanh lý trong thời gian ngắn khoảng chừng 30 phút đã có 43 triệu USD định sốt bị thanh lý rồi nhưng mà hồi sáng này khi mà hiện tượng này xảy ra đó thì trong vòng một tiếng đồng hồ chúng ta đã có khoảng chừng 155 triệu USD định lon bị thanh lý dẫn đến là các bạn thấy được giá đi xuống rất là nhanh và chúng ta thấy được là tính tới bây giờ đó thì trong vòng 24 giờ qua đã có khoảng chừng 78.556 trader đã bị thanh lý rồi và đương nhiên đây là cái số tổng các bạn tuy là chúng ta nhìn vào cái số tổng trong vòng 24 giờ qua đó thì cái số lượng bị thanh lý không phải là nhiều lắm các bạn những ngày mà có nhiều lệnh bị thanh lý đó con số này có thể lên lên tới là 1-2 tỷ đô la Hôm nay ở mức là 351 triệu trong vòng 24 giờ qua Nhưng mà cái mà dẫn đến giá cả tăng nhanh hay là xuống nhanh ấy, Chính là trong thời gian ngắn có rất là nhiều lệnh bị thanh lý Và sau đó đó chúng ta lại có một số những cái thông tin được lan tỏa Nói là cái tài liệu được chia sẻ bởi DB thì không đúng sự thật đâu tại vì có một người đã chia sẻ đó là cái địa chỉ ví của hacker Malgox thì vẫn còn ở đây chúng ta được là trên đây đó vẫn còn khoảng chừng là 79.957 BTC có nghĩa là không có dấu hiệu là người này bán BTC hay là cái số lượng BTC này bị di chuyển chúng ta được là có khoảng chừng là 2.3 tỷ đô la trong cái ví này và cái ví này là cái ví mà gần đây cũng được nhiều người nói tới tại vì đây là một cái ví mà đã không hoạt động một thời gian dài rồi các bạn khoảng chừng là 12 năm 12 năm không hoạt động đột ngột cái ví này à, lại hoạt động trở lại và đây là cái ví mà nhiều người cho là của cái người mà đã hát sàn Malgox dẫn đến cái sàn Malgox bị phá sản năm 2014 như bạn cũng đã biết nhưng mà tin đồn đó là cái số lượng BDC này nằm ở trong tay của chính phủ Hoa Kỳ cái đó thường không có chắc chắn lắm chúng ta chỉ biết được là mọi người lo sợ không biết là có phải là người này bán BDC sau 12 năm hay là không Nhưng mà sự thật đó, nhìn vào địa chỉ ví này thì cái số lượng BDC vẫn còn ở đó Có nghĩa là cái thông tin DB chia sẻ là thông tin giả chứ không phải là thông tin thật Sau đó, đó thì các bạn thấy được là DB cũng đã lên trên Twitter và đứng chính Là cái thông tin này đã đến từ Arkham Research Đây là một cái công ty mà trả tiền để có thể nhận được những cái báo hiệu on-chain đó thì uh, DB đứng chính là Arkham Research bị một cái lỗi kỹ thuật cho nên gửi nhầm cảnh báo không có chuyện chính phủ Hoa Kỳ bán BDC tịch thu tham báo các bạn và các bạn thấy được là thuận nói giỡn mà thôi cái sàn dịch là mừng chỉnh giá BDC lại 30 000 <laughs> thank you đây là lời nói đến từ DB nhưng mà ngay sau đó đó chúng ta thấy được là Arkham Research thì đương nhiên là không thể uh, ngồi yên mà để cho DB đổ lỗi cho mình thì Arkham Research nó là họ đã điều tra rõ cái vụ này rồi vấn đề là như thế này ở trên Arkham Research thì người dùng họ có thể là set những cái cảnh báo những cảnh báo này họ có thể set là mỗi lần là có 10.000 đô BTC di chuyển hay là con số lượng nào đó đó thì đưa ra một cái thông báo để họ có thể theo dõi đây là người dùng tự set cái đó cũng tương tự như mà nào mà sử dụng crypto coin cũng có thể làm như vậy thì Arkham Research nói đó là DB đã set hai cái cảnh báo cho BTC mà những cảnh báo này đó là trên 10.000 đô Con số này thật sự cũng không nhiều rồi các bạn Nhưng mà không biết tại sao DB lại muốn mỗi lần mà có hơn 10.000 đô USD, BTC di chuyển Thì uh, thông báo cho DB biết và hai cái cảnh báo này đó thì một cái đặt tên là Malgox, một cái đặt tên là US Government, US Gov, như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì cái vấn đề đó là Arkham Research nói là họ đúng là có một cái loại kỹ thuật, loại kỹ thuật của họ đó là những cảnh báo này không có được gửi ra cho nên họ phải điều chỉnh hồi sáng này. Khi mà họ điều chỉnh hồi sáng này đó thì dẫn đến là hàng loạt những cái thông tin này đột nhiên chuyển tới cho người mà đã xét những cái lời này có nghĩa là DB thì có thể là DB đột ngột nhận nhiều cái thông tin này cùng một lúc cho nên mới hoãn lên rồi mới chia sẻ cái thông tin là chính phủ Hoa Kỳ bán cái số lượng 80.000 BTC từ Mao nhưng mà đó không phải là lỗi của Arkham Research đây là lỗi của người dùng và cũng có thể là DB đã set cái lời này đó có thể là bấm thiếu một con số không hay gì đó chứ còn 10.000 là một cái giao dịch mà cũng không phải là cao lắm đâu các bạn nếu như các bạn chỉnh cái lời 10.000 các bạn sẽ nhận được rất nhiều những thông báo liên tục thì có thể là khi mà setup đã quên bấm một hay hai con số không gì đó cái đó chúng ta không biết nhưng mà điều chúng ta biết đó là Arkham nói là đây không phải là lỗi của Arkham Research Cái dịch vụ này họ chỉ chia sẻ thông báo như là người dùng muốn mà thôi Thì nói chung là hai người này đã đổ lỗi lẫn nhau Điều mà chúng ta biết đó là đã có một cái tin tức không đúng sự thật được chia sẻ Rồi sau đó dẫn đến là giá cả đi xuống Nhưng mà Arkham Research lại nói là cũng không hẳn đâu Nhìn vào tất cả những cái alert, những cái cảnh báo mà gửi đến cho DB đó Những cảnh báo này đã gửi sau một thời gian ngắn khi mà giá đã giảm rồi Có nghĩa là khi mà chúng ta thấy được là giá bắt đầu giảm rồi đó Thì chúng ta mới có hiện tượng là Arkham Research gửi những cái cảnh báo này cho DB Nghĩa là Arkham Research nói là nếu nói tại vì những cái cảnh báo này dẫn đến là mọi người hoảng loạn Bán BDC thì cũng không phải đâu Tại vì sau khi mà giá đi xuống rồi thì cảnh báo này mới gửi ra Tôi nghĩ là cũng có ít như gì một cái sự ảnh hưởng đây có thể là vì một lý do nào khác nữa sẽ chia sẻ một cái giải thích khác với các bạn một cái lý do nào khác nữa dẫn đến là giá cả đi xuống nhưng mà sau khi mà db chia sẻ thông tin này nó lan tỏa rất là nhanh dẫn đến là mọi người lại hoảng loạn hơn cho nên chúng ta mới thấy một cái ngọn nến dài như vậy màu đỏ rồi đó là vấn đề của db và arkham research nhưng mà mọi người lại nhìn vào một cái thông tin khác nữa các bạn thấy được là mới đây đây chúng ta đã gần kết thúc tháng 4 rồi và tới cuối tháng chúng ta lại sẽ nói tới cái số lượng lệnh option đáo hạn và trong tháng này đây chúng ta có 3.2 tỷ USD BTC option hết hạn vào cuối tháng có nghĩa là thường hết hạn là ngày thứ sáu của tuần cuối tháng có nghĩa là chúng ta còn hai ngày nữa là sẽ đến ngày đó và lần này có 3.2 tỷ USD BTC option đáo hạn cũng coi như là thấp một chút so với tháng trước là 3.8 tỷ nhưng mà những con số này coi như là cao các bạn so với những cái trung bình trước đó Thì đây cũng là một điều chúng ta cần phải quan tâm đến Cái điểm max pen đó là 27.000 đô Như bạn nhìn thấy đây là cái điểm max pen từ debit là 27.000 đô Điểm max là cái điểm mà hầu hết những người giữ hợp đồng đó đều lỗ Có nghĩa là người bán hợp đồng là người lợi nhất khi mà giá hợp đồng nằm ngay cái điểm max pen Nếu như mà không có cái đợt pump hồi sáng này khi mình thức dậy đó Thì giá của BDC hôm qua các bạn đã nhớ là gần như cái điểm max là khoảng 27.000 Nhưng mà chúng ta được là sau khi khi có cái đợt hâm đó thì đã dẫn đến là cây bên kho như là cái bên đánh lên đó, cái phần thắng nó nghiêng về cái phía bên đó nhưng mà sau cái đợt đâm hồi sáng này đó khi mà chúng ta nhìn thấy được là giá đột ngột giảm xuống chỉ còn có mức nào các bạn 27.200 đô thì các bạn thấy được là cái mức giá này giống như là trả trở về ngay cái điểm max fan luôn thì có một suy thuyết nói là có thể là có một bàn tay nào đó ẩn hình muốn đẩy giá của BDC trở về điểm max và muốn giữ ở mức là khoảng 27.000 đô cho đến thời điểm hết hạn để có thể trục lợi cái đó thì tôi không biết đó là một giả thuyết cũng được rất nhiều người nói đến hiện bây giờ các bạn và các bạn nên biết đó là hợp đồng Deribit sẽ hết hạn tính theo giờ Việt Nam là 3 giờ chiều ngày 28 tháng 4 còn tính theo giờ Cali đó là 1 giờ sáng giờ Cali ngày 28 tháng 4 các bạn Đó chính là thời điểm mà hợp đồng này sẽ hết hạn Thì từ đây đến đó chúng ta vẫn còn thời gian là không tới 2 ngày thì không biết là từ đây đến đó đó giá sẽ như thế nào các bạn Khi mà chúng ta nhìn vào giá của BTC Thì chúng ta có thể thấy được là với cái mức là từ 27.000 tới 28.000 đó Thì chúng ta sẽ thấy được là cái số lượng lệnh có Nghĩa là những người mà bullish thì họ có khoảng chừng là 10 4.300 lệnh call và lệnh put như là những lệnh mà đánh xuống đó, những lệnh mà bearish thì khoảng 8.700 put có nghĩa là nếu như mà giá từ 27 tới 28.000 thì ở bên call, bên bullish sẽ có lợi được khoảng 150 triệu. Nếu như mà giá tăng lên từ 28 tới 29.000 đó thì các bạn có thể thấy được là có tới 19.000 lệnh call chỉ có 3.200 lệnh put có nghĩa là ở bên calls sẽ lời 445 triệu cái bên bullish nếu như mà giá ngay mức bây giờ đó là 29.000 tới 30.000 thì chúng ta có tới 21.700 định calls nhưng mà chỉ có 1.900 định put mà thôi có nghĩa là bên calls lời tới 575 triệu nhưng mà nếu như mà giá từ 30.000 tới 31.000 ngay thời điểm hết hạn đó thì chúng ta thấy được là có tới 26.500 định calls và chỉ có 600 định put mà thôi có nghĩa là những bên bullish thì họ sẽ lời được 780 triệu đô la dựa theo tài liệu hợp đồng hiện bây giờ thì uh, từ đây đến ngày hết hạn đó không biết là bên nào sẽ là bên chiến thắng các bạn đương nhiên nếu như mà giá trở về ngay mức 27.000 đó thì cả hai bên ở uh, Bears the bullets, thì uh, coi như điều lỗ hết các bạn tại vì ngay mức đó là Max Bank thì người mà bán hợp đồng sẽ là người có lời nhất đó là giải thức thứ nhì cái sự ảnh hưởng đến từ cái mức đáo hạn à, có nhiều lệnh option như vậy. Còn về tại sao chúng ta lại thấy có một cái sự à, tăng trưởng à, đối với lại BTC trong thời gian 24 giờ qua đó các bạn đã nhớ là giá thì cứ xoay quanh mức 27.000 nhưng mà đột ngột chúng ta thấy được cái giá đó ngay cả thì điểm bây giờ cũng đã tăng lên 29.000 rồi. Thì có một cái thông tin à, liên quan tới First Republic thì đây là một ngân hàng chúng ta đã nói tới khá nhiều rồi. Đây là một trong những cái ngân hàng địa phương mà gặp vấn đề à, khi mà tình hình của SVB À, dẫn đến là nhiều người chạy tới ngân hàng này cũng rút tiền luôn các bạn. Các bạn đã nhớ chúng ta cũng đã nói tới ngân hàng này ngày hôm qua khi mà họ công bố quý 1 ra cho thấy được là 40% của tiền gửi đã bị rút rồi dẫn đến là cổ phiếu đã giảm khoảng chừng 50% ngày hôm qua. Hôm nay các bạn nghĩ như thế nào? Hôm nay đó cổ phiếu lại giảm thêm 29% nữa các bạn. Các bạn cũng đừng quên đây là cái công ty mà Jim Cramer cũng đã từng thuyết cái tên một tháng nói là ngân hàng First Republic là nơi chúng ta cần phải quan tâm về Good Bank lúc này là 85 đô la cho một cổ phần Thì đã chia sẻ cái này với các bạn ngày hôm qua Bây giờ chỉ còn có 5 đô 69 cent mà thôi các bạn Trong thời gian chỉ có một tháng đã giảm như vậy rồi Và trên thực tế đó các bạn thấy được là First Republic Từ một năm trước tới bây giờ đó đã, đã giảm khoảng chừng 90% rồi Mặc dù là có 11 ngân hàng lớn trong đó chúng ta có ngân hàng Chase Cũng đã gửi tiền vào để hỗ trợ ngân hàng này nhưng mà cuối cùng là chúng ta vẫn thấy là cái số lượng tiền rời khỏi quá nhanh cái số lượng tiền gửi vào từ một ngân hàng này không đủ và có tin là một ngân hàng này không những là gửi tiền vào mà còn mua một số những cái tài sản xấu nghề nợ xấu của ngân hàng này nhưng mà ngân hàng này bây giờ hầu như là không ổn các bạn và chúng ta có rất nhiều những cái tin đồn hiện bây giờ đó nói là nếu như mà first republic không thể ổn định được đó thì FDIC cần phải giảm cái điểm xếp hạng của ngân hàng này xuống khi mà điểm xếp hạng ngân hàng này bị giảm xuống đó thì họ sẽ không thể mượn tiền từ Fed nữa đây là một cái quy luật gì đó ở trong cái ngành ngân hàng với lại FDIC thì ra thùng cũng không có rành về cái luật này các bạn nhưng mà nếu như điều đó xảy ra đó thì chẳng khác gì ngân hàng này sẽ phải ngừng hoạt động và ngân hàng này coi như sẽ bị phá sản các bạn có thể là sẽ không phá sản nhiều người nói là chính phủ Hoa Kỳ nhất là chúng ta nói tới FDIC hay là Fed sẽ nhúng tay vào và sẽ tiếp quản ngân hàng này cũng như là họ đã từng tiếp quản ngân hàng SBB nhưng mà nói chung đó, thì ngân hàng này không ổn bây giờ và mỗi lần mà chúng ta thấy được là ngân hàng có vấn đề đó thì BTC lại tăng trưởng hầu như là cái câu chuyện liên quan tới BTC là một giải pháp để cho mọi người mà không có lòng tin với ngân hàng thì BTC là một giải pháp mỗi lần mà điều đó xảy ra đó, thì hầu như tiền lại vào thị trường này và vào BTC dẫn đến giá cả tăng trưởng chúng ta đã thấy rất rõ ràng khi mà sự kiện của ngân hàng SVB xảy ra và nếu chúng ta zoom vào một chút đó nhìn vào tình hình chung của tất cả thì các bạn sẽ thấy được là ở nước Anh đó, thì bây giờ chúng ta vẫn đang đối đầu với cái phần trăm lạm phát rất là cao khi mà thường đọc thông tin này đó, thì thường thực ra gần đây cũng không có để ý cái phần trăm lạm phát ở nước Anh nhưng mà dựa theo thông tin đó, thì Phần trăm lạm phát tháng 3 vừa rồi là 10.1% các bạn Không giống như là Hoa Kỳ Hoa Kỳ thì phần trăm lạm phát vẫn là cao Nhưng mà cũng có xu hướng giảm mấy tháng qua Nước Anh thì cũng giảm một chút thôi các bạn 10.1% vẫn rất là cao Và chúng ta thấy được là trong một cuộc phỏng vấn Thì một trong những kinh tế gia của ngân hàng cho mương nước Anh đó chính là Hugh Pugh các bạn đây là Hugh Pugh người các bạn nhìn thấy trên màn hình đó thì trong cuộc phỏng vấn này đó Hugh Pugh đã nói một điều khiến cho nhiều người đang phẫn nộ nói là người dân của nước Anh đó nên chấp nhận là họ đã worse off có nghĩa là họ đã tệ hơn hay là trên căn bản nhiều người dịch là người dân nước Anh cần phải chấp nhận là họ đã nghèo hơn rồi à, có nghĩa là gì có nghĩa là hugh nói là người dân nước anh nên chấp nhận là tiền của họ đã mất giá người dân nước anh nên chấp nhận là đừng chi tiêu nhiều quá tại vì trên căn bản họ đang nghèo hơn chỉ như vậy thì phần trăm lạm phát mới được quản lý chứ nếu như người dân nước Anh không chấp nhận điều đó khi mà tiền mất giá tại vì lạm phát tăng cao đó người dân nước Anh vẫn tiếp tục muốn có một cuộc sống như trước đây thì họ lại phải chi tiêu nhiều tiền hơn dẫn đến là giá cả của hàng hóa không giảm mà như vậy hoặc là tăng lên dẫn đến là không thể nào quản lý được phần trăm lạm phát thì đương nhiên điều này khiến cho rất nhiều người phẫn nộ các bạn tại vì đương nhiên người ta nói là vấn đề quản lý lạm phát là vấn đề của ngân hàng trung ương của nước Anh bây giờ đó ngân hàng trung ương là lại nói là người dân nước Anh cần phải chấp nhận là họ đã nghèo hơn thì đừng có chi tiêu nhiều quá thì uh, sau đó phần cho đàm phát chỉ đồng quản lý thì cái đó đâu phải là cách giải quyết đâu nhưng mà thật ra đây cũng là cái cách giải quyết của Fed mà các bạn thấy được là tại sao mà chủ tịch John Powell lúc nào cũng nói là muốn thấy nền kinh tế chậm lại muốn thấy nhiều người bị sa thải hơn tại vì chỉ như vậy thì người dân mới ngưng chi tiêu thì lạm phát mới có cơ hội để được quản lý nhưng mà điều đó có thể xảy ra hay không đó thì chúng ta không có biết các bạn nhưng mà thuần vẫn giữ cái quan điểm là lạm phát đã xuất hiện và chúng ta cần phải làm quen tại vì giá cả của hàng hóa đó sẽ không trở lại cái mức như các bạn đã từng thấy trước đây giá cả của thức ăn giá cả của xăng dầu giá cả của tất cả các bạn đều sẽ thấy được là nó sẽ không có bao giờ trở lại như là trước khi mà có lạm phát các bạn có thể thấy được là phần trăm lạm phát không còn tăng nhanh nữa thì cái mà tôi nghĩ Fed chờ đợi cũng giống như là những hàng trung mương chờ đợi đó là thời gian tại vì các bạn nên biết là phần trăm lạm phát đó là họ tính theo cái cách là so sánh một số hàng hóa và dịch vụ ngay thời điểm này so với ngày hai tháng trước thì nếu như mà đủ thời gian trôi qua đó mà lạm phát vẫn tăng nhưng mà tăng trong một cái phần trăm chấp nhận được thì đủ thời gian trôi qua cho dù là giá cả hàng hóa dịch vụ chưa có giảm xuống hay là sẽ không bao giờ giảm xuống mà thậm chí còn tăng nữa nhưng mà tăng theo phần trăm chấp nhận đó thì đủ thời gian trôi qua 12 tháng sau các bạn vẫn sẽ thấy được là phần trăm lạm phát sẽ trở về 4% 3% 2% cho nên cái mà ngân hàng trung mương và Fed đang chờ đợi đó chủ yếu đó chính là thời gian các bạn. Tại vì họ biết không ai nào mà đẩy cái giá của những hàng hóa này trở về như là trước khi có lạm phát cao như là trước năm 2020 được. Thêm vào đó đó các bạn thấy được là tăng lãi suất thì ngân hàng đã trao đổi rồi các bạn và trên căn bản đó tăng lãi suất cũng sẽ làm tăng lên cái chi tiêu để mà trả lãi suất khi mà quốc gia mượn tiền các bạn, tại biểu gia mượn tiền là họ bán công trái phiếu và những công trái phiếu đó khi mà đến thời hạn rồi đó thì họ lại sẽ bán công trái phiếu mới để trả nợ cho công trái phiếu mà họ đã bán trước đó. Khi mà họ bán công trái phiếu mới đó thì họ sẽ phải chịu cái phần trăm lãi suất cao hơn thì sẽ dẫn đến là chi tiêu cho cái phần mà trả tiền lãi nó lại càng sẽ nhiều hơn cho nên tăng lãi suất liên tục không phải là cách giải quyết dài hạn và Fed bây giờ cũng đã chấp nhận điều đó rồi các bạn cho nên chúng ta mới thấy được là phần lớn mọi người đều nghĩ là cho dù là PCE hay là CPI ra sao tháng này tháng sau đó thì Fed vẫn sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa rồi giữ ở đó chứ không có thể mà tăng mãi được và không những là Fed mà những ngân hàng trung ương khắp nơi cũng sẽ đi theo cái xu hướng đó cho nên chúng ta nếu nói là so với lại cái chặng đường mà siết chặt tiền tệ chúng ta đang nằm ở đâu thì chúng ta đang nằm ở cái phần cuối rồi và sau khi mà fed ngừng không tăng lãi suất nữa thì đương nhiên bước kế tiếp là mọi người chờ đợi fed giảm lãi suất và chúng ta lại đi vào một cái chu kỳ thả lỏng tiền tệ và cứ thế một chu kỳ lại bắt đầu cho đến khi mà chúng ta lại gặp vấn đề lạm phát nữa thì cứ như vậy các bạn đây là điều đã xảy ra nhiều lần rồi và khi mà fed giảm lãi suất thả lỏng tiền tệ thì sẽ tốt cho những mảng đầu tư miễn là chúng ta không thấy fed giữ lãi suất cao thời gian quá lâu hơn là cần thiết dẫn đến là có một suy thái tài chính nhưng mà cho dù đó sẽ ai nữa đó thì trong thì ngắn hạn có thể là những cái bản đầu tư nó sẽ không được tốt nhưng mà sau đó thì các bạn thấy được là tiền lại sẽ được bơm trong thị trường dẫn đến là giá cả của những bản đầu tư lại tăng trưởng thì đó là cái phần mà mà chúng ta cần phải quan tâm đến hàng ngày chúng ta có rất nhiều những thông tin liên quan đến công ty này công ty nọ liên quan đến sự kiện này sự kiện nọ nhưng mà thật ra zoom ra thì các bạn nên hiểu chúng ta đang nằm ở cái phần nào ở trong một cái chu kỳ siết chặt và và tối thần chúng ta đã đang nằm vào cái phần cuối rồi Thêm vào đó đó chúng ta cũng à, thấy được là ngày hôm nay đó Thì à, cái dự luật liên quan đến nâng cái nợ trần của Hoa Kỳ à, Đã cuối cùng được thống nhất và thông qua ở Hạ Viện các bạn Điều các bạn nên hiểu đó là chỉ thông qua ở Hạ Viện mà thôi chứ chưa có được thông qua thượng viện để trở thành luật đó thì phải được thông qua hạ viện, thượng viện rồi tổng thống ký thì mới trở thành luật. Thì ở cái dự luật này đó là dự luật đương nhiên là dẫn đầu bởi Đảng Cộng hòa tại vì hạ viện bây giờ là nắm quyền bởi Đảng Cộng hòa. Thì cái dự luật này đó sẽ nâng cái mức nợ trần lên thêm 1.5 nghìn tỷ USD. Cái mức nợ trần mới đó là khoảng 31.4 nghìn tỷ tôi nghĩ là sẽ nâng lên để hoa kỳ có thể tiếp tục vay mượn và vận hành quốc gia hoa kỳ đương nhiên không ai muốn hoa kỳ vỡ nợ rồi các bạn và đó chỉ là một điều mà được nói đến như là một cái công cụ dùng để đàm phán mà thôi chứ đương nhiên hoa kỳ vẫn có thể nâng mức đợi trần lên được chứ làm sao mà vỡ nợ được? Nhưng mà dự luật này đó thì hầu như không có cơ hội thông qua thượng viện và nhà trắng, tại vì cơ bản đó đây là một công cụ dùng để đàm phán mà thôi. Trong cái dự luật này đó thì cái phần trăm chi tiêu cho nhiều chương trình trong nước đó sẽ bị cắt giảm đáng kể và giữ mức chi tiêu cho các cơ quan liên bang ở mức là 2022 mà thôi và hạn chế mức tăng chi tiêu ở mức là 1% mỗi năm. có như đây là một cái dự luật tuy là cho nâng mức đợi trần lên nhưng mà lại hạn chế để có thể quản lý nợ của Hoa Kỳ không có để tăng quá nhanh như gì nữa. Dự luật này đó cũng nhằm ngăn chặn kế hoạch của tổng thống Joe Biden về việc xóa nợ cho sinh viên, một trong những điều mà tôi nghĩ là tổng thống Joe Biden sẽ không chấp nhận đâu, bãi bỏ các credit thuế năng lượng xanh và điều quan trọng hơn đó đối với những mà nào mà đầu tư ở hoa kỳ thì sẽ hủy bỏ nguồn tài trợ cho sở thuế được đề cập đến trong đạo luật giảm lạm phát các bạn nhớ là đạo luật giảm lạm phát đó trong đó có một phần à, nói là cần thêm tiền để mướn thêm những nhân viên thuế để điều tra những người mà trốn thuế thì à, nếu như dự luật này được thông qua thì phần đó sẽ bị hủy bỏ nghĩa là sẽ không có cái số tiền đó để mướn thêm những nhân viên thuế thì cái mà chúng ta quan tâm đến Thật sự là hai điều thứ nhất như đường chia sẻ đó là các phần nào bị cắt bỏ và đối với những người đầu tư đó thì đương nhiên sở thuế là một trong những điều mà nhiều bạn quan tâm. Tại vì mỗi lần mà nói là mướn thêm nhân viên thuế để điều tra những người mà có tiền thì cuối cùng những nhân viên thuế đó là được dùng để mà điều tra những người bình thường các bạn, những người mà làm dưới 400.000 một năm. Tại sao vậy? Tại vì như thường đã chia sẻ trước đây với các bạn những người mà có tiền những công ty lớn thì muốn điều tra thuế của họ đã cần rất nhiều thời gian và họ có luật sư họ có kế toán cho nên không dễ dàng để tìm được lỗ hỏng và cho dù tìm được cái nữa đó thì khi các bạn gửi giấy tờ chiêu họ đóng thêm thì họ sẽ ra tòa chứ họ không có nằm yên đó để mà đóng hay là họ sẽ đàm phán chứ không có nằm yên đó để mà đóng cái mức mà sợ thuế muốn trong khi những người bình thường như là thùng và nhiều người đi làm đó thì như thường chia sẻ với các bạn trước đây đã thường thay thuế xong rồi sợ thuế gửi nó, nó tới là thường vẫn còn nợ lại họ họ là 2.000 đô và thằng nhớ Kali cũng gửi cho Thuận nói là Thuận nợ lại tại vì Thuận tính sai thì Thuận cũng trả mà thôi các bạn tại vì cái tiền dùng để mà mướn kế toán để mà kiểm tra thuế của thuận rồi khai thuế lại cái tiền đó nó còn mắc hơn là đóng phạt cho nên thuận thà đóng phạt và sợ thuế biết điều đó cho nên mỗi lần chúng ta nghe nói là sợ thuế cần thêm tiền để mướn người à, để mà điều tra những người có tiền thật ra cuối cùng những người đó lại dùng để điều tra những người bình thường các bạn cho nên điều này là điều mà nhiều người đầu tư đều hiểu cho nên việc tăng thêm tài trợ sở thuế đó là điều mà nhiều người không có thích thêm một điều nữa là 1.5 nghìn tỷ đô la này nghe thì nhiều nhưng mà với cái mức chi tiêu hiện bây giờ ra thì chỉ có thể là cầm cự được 9 tháng mà thôi. Có nghĩa là nếu như mà không cắt giảm chi tiêu ở trong chính phủ thì 1.5 nghìn tỷ đô la này sẽ không có đủ để hoạt động lâu dài. Cho nên cái gì được cắt bỏ sẽ là điều mà sẽ được đàm phán các bạn. Cho tới bây giờ chúng ta chỉ biết đây là một dự luật được thông qua bởi Hạ viện mà thôi. Khi mà được thông qua chính thức thì các bạn nên hiểu chuyện xảy ra đương nhiên sẽ tiếp tục in tiền tại vì chính phủ hoa kỳ lại sẽ tiếp tục bán công trái phiếu rồi chúng ta cũng có một số những thông tin khác đến từ uh, hoa kỳ các bạn thấy được là đây là người mà nhiều bạn quen thuộc rồi đây là chủ tịch ủy ban dịch vụ tài chính ở hạ viện patrick henry một những người mà rất là ủng hộ crypto thì patrick henry đang tìm cách thúc đẩy dự luật stablecoin của riêng mình thông qua quốc hội nhưng mà vấp phải sự chỉ trích đến từ đảng viên của đảng dân chủ thì patrick henry nói là châu âu đó vừa bỏ phiếu thông qua quy định về thị trường crypto mica mà thường đã từng chia sẻ với các bạn quy định mica đó thì cấp phép cho nhà cung cấp bí sàn giao dịch và stablecoin bắt đầu từ năm 2024 trong khi những điều đó đó vẫn chưa có đạt được cái sức hút chính trị tại Mỹ thì điều này sẽ dẫn đến là châu Âu sẽ dẫn đầu trong thị trường này và Hoa Kỳ sẽ là người đến sau. Cho nên chúng ta cần phải chú tâm để mà ra luật cho thị trường crypto này. Đây là lời kêu gọi đến từ Patrick Henry mà thôi. Nhưng mà một điều khác nữa đó, các bạn thấy được là có một cái uh, lá thư được gửi đến cũng là từ chủ tịch Patrick Henry và từ uh, chủ tịch của bộ ủy ban điều tra ở hạ viện là Bill Wenja và chủ tịch của bộ tài sản điện tử French Hill thì ba người này đó đã ký một cái lá thư lá thư này đó là được gửi đến cho FDIC các bạn và điều mà lá thư này muốn nói đó là có rất là nhiều thông tin và dẫn chứng cho thấy được là FDIC có nghĩa là cái cơ quan mà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho tiền gửi ngân hàng đó thì cơ quan này đã dùng quyền lực của mình để đàn áp hình crypto bằng cách là kêu gọi những ngân hàng phụ thuộc của mình đó đưa ra những cái luật cắt cao để cho họ không dám cung cấp dịch vụ cho những công ty crypto dẫn đến cái sự kiện này những công ty crypto đã không thể tiếp cận được với là Tại ngành ngân hàng, cái vấn đề liên quan tới operation choke point đó, có nghĩa là cái chiến lược điểm nghẹt thở chúng ta đã từng nói đến trước đây, thì điều đó có thật hay là không và cần đòi hỏi tất cả những cái thư từ qua lại của nội bộ cũng giống như là giữa những cái cơ quan liên quan đến những gì để được chia sẻ với những ngân hàng thì uh, đương nhiên họ muốn điều tra cái vấn đề này. Ít ra các bạn thấy được là chúng ta cũng đã thấy một cái ngọn đèn, cho dù nó lu mờ nhưng mà chúng ta vẫn thấy một ngọn đèn ở cuối đường hầm đã có nhiều người có quyền bắt đầu quan tâm đến nhiều hơn về việc ủng hộ thị crypto này. Rồi chúng ta còn một số những cái thông tin khác nữa. Các bạn thấy được chúng ta có công ty Circle, thì công ty Circle đó họ nói là à, họ đã có một cái giao thức cho phép các bạn có thể gửi đồng USDC, đồng coi của họ đó giữa mạng lưới Ethereum và Avalanche. Thì làm sao họ làm được điều này? Tại vì đây là hai mạng khác nhau. Thì à, họ nói là họ có một giao thức khi mà các bạn gửi USDC từ mạng này qua mạng kia. Giống như là các bạn gửi USDC từ Ethereum qua Avalanche hay là ngược lại đó thì cái số lượng USDC ở trên Ethereum sẽ bị đốt đi và cùng lúc đó sẽ có cái số lượng được sinh ra ở trên mạng lưới của Avalanche. Video này sẽ khiến cho cái số lượng USDC được cân bằng và đương nhiên đây là một trong những cái giao thức để mà hỗ trợ những cái ứng dụng phi tập trung trên hai mạng này có thể à, có tiền qua là một cách dễ dàng hơn và cũng công ty Circle đó thì Jamie Allen là CEO của công ty Circle nói là vì lý do pháp lý ở Hoa Kỳ dẫn đến là công ty Circle đó đã mất đi vốn hóa rất là nhiều các bạn đã nhớ là công ty Circle đó đã đạt được cái đỉnh vốn hóa là khoảng chừng tháng 7 của năm ngoái là khoảng 55 tỷ đô la nhưng mà sau đó các bạn được là giảm liên tục và nhất là gần đây đó từ thời điểm là đầu tháng 3 tới bây giờ đã giảm chỉ còn còn có 30 tỷ mà thôi Thật ra những gì mà Jamie Lair nói đó thì cũng đúng một phần nhỏ mà thôi các bạn Thật ra lý do tại sao mà USDC đó mất đi vốn hóa là tại vì cái sự kiện liên quan tới ngân hàng SVB họ lưu trữ 3.3 tỷ đô la trong ngân hàng Silicon Valley dẫn đến là nhiều người lo lắng cho nên sau đó người ta đã mất lòng tin với lại công ty Circle mặc dù là nhiều người vẫn còn nhiều nghi vấn với lại USDT nhưng mà sau sự việc này đó, thì mọi người ít nhiều gì cũng đã đa dạng hóa và lưu trữ USDT nhiều hơn lúc trước rồi các bạn và bản thân thuận các bạn đã nhớ là sau khi có sự kiện này ra thì thuận đã đổi hết USDC qua BTC ngay trong đêm đó Rồi chia sẻ với các bạn trên những mạng xã hội cái tay hơn một tháng Rồi chúng ta cũng có thông tin liên quan tới uh, MEDA Nghĩa là Facebook các bạn Các bạn nhớ là Facebook là một trong uh, những cái cổ phiếu Mà bị dùi dập năm ngoái à, Chi tiết hơn đó là các bạn thấy được là Cổ phiếu của Facebook đã giảm khoảng chừng là 66% năm ngoái Nhưng mà năm nay đó thì đã tăng trở lại 74% rồi Và thông báo quý 1 cũng rất là tốt các bạn Cái thu nhập của Facebook đó So với ước tính thì đã cao hơn Nhưng mà điều mà chúng ta cần phải lưu ý đó là các bạn thấy được là một phần tại sao mà thu nhập tốt hơn đó chính là họ đã chú tâm cắt giảm chi tiêu. Các bạn thấy được là công ty Facebook nói đó là tổng cái chi tiêu năm 2023 sẽ khoảng chừng là 86 cho đến 90 tỷ đô la. Cái này đó là con số đã giảm xuống 3 tới 5 tỷ đô la tại vì họ đã cắt giảm nhiều chi tiêu trong đó bao gồm cả sa thải nhân viên các bạn cũng giống như là câu chuyện chúng ta đã nói tới cho những cái công ty ngày hôm qua tuy là các bạn thấy được là quý một của họ rất là tốt thì sự thật đó là họ đã mang lại lợi nhuận cho những cổ đông nhưng mà ngược lại đó lợi nhuận đó là đến từ cắt giảm chi tiêu tại sao họ lại phải cắt giảm chi tiêu sang thải nhân viên lý do là tại vì nền kinh tế thực sự đã chậm lại rồi các bạn chứ không phải là tại vì kinh tế tự nhiên tốt lên dẫn đến là nhiều người mua quảng cáo ở trên facebook sử dụng dịch vụ facebook cho nên họ có nhiều thu nhập hơn và amazon cũng tương tự như vậy các bạn amazon đã đưa ra cái kế hoạch kế tiếp là họ sẽ tiếp tục sa thải nhân viên. Các bạn đã nhớ là Amazon đã có kế hoạch sa thải 18.000 nhân viên nhưng mà sau đó đó uh, họ đã đưa thêm một kế hoạch tự là sa thải thêm 9.000 nhân viên. Thì cái đợt sa thải này không phải là bất ngờ các bạn uh, Như là thường đã chia sẻ cách đây vài tuần nữa Amazon đã sa thải một lần rồi Và họ sẽ nói là sẽ có thêm đợt sa thải kế tiếp Đợt này đó thì họ sẽ sa thải những nhân viên văn phòng liên quan đến nhân sự Và họ lại sa thải thêm nhân viên uh, của Cloud Computing Nghĩa là dịch vụ tính toán đám mây các bạn đây là một dịch vụ mà kiếm được rất nhiều tiền cho amazon nhưng mà dịch vụ này vẫn bị sa thải nhân viên nói chung đó, thì đây là cái xu hướng của rất nhiều công ty hiện bây giờ và cũng như là thường chia sẻ với các bạn mọi thứ đều cho thấy là nền kinh tế hoa kỳ đang thật sự chậm lại nếu không nói là chúng ta đã bắt đầu có nhiều cái dấu hiệu suy si thoái rồi và fed sẽ không thể mãi mãi tăng lại suất đâu chúng ta đang ở cái phần cuối của cái chiến lược siết chặt tiền tệ của Fed rồi thông tin là như vậy và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Shorts. Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.